tản mạn cuối tuần thứ bảy mùng 2 tháng 10 2021. Chào anh chị em và các bạn. Tản mạn cuối tuần thứ bảy mùng 2 tháng 10 2021. Chào anh chị em và các bạn. Chúng ta gặp nhau thứ bảy cuối tuần mà lại là ngày đầu tháng 10, tháng Mân Côi. Tạ ơn Chúa cho anh chị em mình qua những buổi chiều thứ bảy tháng 9 thật là đầm ấm trong tình Chúa tình người. Ta tản mạn nhiều chuyện trong lòng thương xót của Chúa. Được bình an tới bây giờ là vui lắm rồi. Bây giờ bước sang tháng mới, tháng 10, tháng Mân Côi. Mời anh chị em và các bạn nhớ đến mệnh lệnh của mẹ Fatima. Mẹ nhắn nhủ người đời, hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy nâng lần hạt Mân Côi. Hãy nâng lần hạt Mân Côi, xin các bạn trẻ ta nhớ mỗi ngày hoặc ít nhất là thứ bảy lần được một chuỗi Mân Côi. Mỗi ngày các bạn không làm được một chuỗi Mân Côi thì ít nhất là cũng được 10 kinh kính mừng kinh Nữ Vương, được không? Được, vâng. Xin cảm ơn các bạn đã đáp lại lời mời gọi của mẹ để lần chuỗi Mân Côi. Cầu nguyện cho cơn đại dịch nó qua mau đi. Sắp Noel đến nơi rồi, rồi lại Tết đến nơi nữa rồi. Tháng 10 bắt đầu trời lập đông, chưa em cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ, để mặc anh lang thang. Mùa đông đến nơi sắp sửa, bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian. Noel đến nơi rồi, và lại sắp sửa ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi. Mùa xuân đến, mà nếu cứ tình trạng Covid như thế này, kinh tế kiệt quệ, cuộc sống khó khăn, thì chắc chắn là đợi 2-3 năm nữa quê mình thôi khói lửa, nàng xuân đến với tôi. Đợi 2-3 năm nữa khi không còn Covid thì mới có Noel, có mùa xuân ư? Không. Ta tin chắc chắn qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, lòng thương xót Chúa sẽ tỏ hiện quyền năng để giúp cho thế giới này qua được cơn đại dịch, nhất là thành phố Sài Gòn trên đất nước Việt Nam. Nói về đại dịch, nói về Covid-19, chắc hẳn các bạn cũng đang là bồi hồi khi nghe tin sau hơn 1 tháng điều trị Covid-19, ca sĩ Phi Nhung đã qua đời vào lúc 11 giờ 57 phút ngày 28 tháng 9 năm 2021 ở tuổi 49. Một bạn trẻ báo tin cho tôi và nói chài, còn thích cái bài hát của Phi Nhung hát là Nhật Ký Đời Tôi. Tôi nói cái bài đó tôi cũng hay nghêu ngao, giờ nghêu ngao với các bạn để nhớ đến người ca sĩ đã một thời được gọi là nữ hoàng băng đĩa.
ngược thời gian, trở về quá khứ phút giây chạnh lòng. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình, chỉ còn lại con số không. Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi, trong suốt cuộc đời tương lai trả lời thôi. Ngày biệt ly, chúng mình chưa nói hết câu tạ tư. Năm năm cách biệt, năm năm mong chờ heo mòn tình nghĩa xưa. Nhắc đến thấy buồn, tình kia ngăn đôi đường. Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thương. Vâng, thưa anh chị em, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình, chỉ còn lại con số không. Tất cả qua đi hết khi con người nhắm mắt nằm xuống, xuôi tay. Nhưng cái còn lại là những gì mình đã cho đi, cái còn lại là những gì mình đã dâng hiến, chứ không phải còn lại là những gì mình đã vơ vào, hưởng thụ. Cuộc đời của Phi Nhung, nghệ sĩ, ca sĩ, dĩ nhiên người của quần chúng, thì phải chịu nhiều tiếng thị phi. Nhưng mà cái mà tôi thấy người ta nhắc nhiều đến không phải là đời sống tình cảm, không phải là cuộc sống sang chảnh, không phải là những ngôi biệt phủ hay là những xế hộp hay là những đồ trang sức mắc tiền, mà thường những người đẹp, những người mẫu, những hoa hậu, những á hậu, những ca sĩ thường hay đưa ra cho mọi người thấy để chứng tỏ đẳng cấp của mình. Người ta coi rằng là khi tôi ở nhà giàu, ở nhà lầu xe hơi, khi tôi có nhẫn kim cương hột xoàn, khi tôi có xe hơi thì thuộc loại đẳng cấp. Đẳng cấp là cái gì? Đẳng cấp có phải đánh giá ở trên cái số lượng vật chất hay là trên cái số ký kim cương hột xoàn mình đeo trên người không? Ví dụ bây giờ tôi dư tiền dư của, tôi nuôi một con chó hay một con khỉ, rồi tôi đeo vòng vàng hột xoàn đầy người nó, thì gọi là nó có đẳng cấp hơn người à? Cứ lựa dựa vào tiêu chuẩn là càng nhiều của cải vật chất thì càng đẳng cấp cao. Như thế thì còn gì là con người? Tại vì con người mình có lý trí mà, có trí tuệ mà, có tinh thần mà, nhất là có linh hồn mà. Chứ đâu phải chỉ có vật chất này, duy vật, thế giới duy vật này, chết rồi hết rồi qua đi. Vì tin rằng có cuộc sống đời sau, có cuộc sống tâm linh, có đời sống thiêng liêng, đời sống tinh thần, cho nên người ta mới làm sao phải sống cho nó đúng để gọi là sống đẹp. Sống không đúng không đẹp được. Muốn đẹp thì phải đúng, chứ không phải là muốn đẹp thì phải giàu. Muốn đúng thì phải làm cho nó đúng, chứ không phải tôi cứ có nhiều tiền, nhiều của là tôi đúng. Cứ người giàu nói là đúng, người nghèo nói là sai sao? Cứ người có quyền nói là đúng, còn những người thấp cổ bé miệng nói cái gì cũng sai à? Sao kỳ vậy? Cái chân lý nó nằm ở đâu? Sự thật lẽ phải nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trên đồng tiền ư? Không. Cho nên Đức Giêsu Kitô trút hết tất cả vinh quang của vua trời đất để mặc lấy thân phận của con người, mà lại là thấp hèn nhất, như là một người tội lỗi, như là một người nô lệ vậy. Vậy thì Chúa Giêsu không có đẳng cấp à? Đẳng cấp của Chúa Giêsu là con ông Giuse, bác thợ mộc và bà Maria thôi ư? Cho nên dùng cái từ đẳng cấp, ăn cho nó sang, ăn cho nó đắt tiền để nó có đẳng cấp.
mua xe thật là mắc nhất và mới nhất, gọi là có đẳng cấp. Cái điện thoại cũng mới nhất, sang nhất, đắt nhất, gọi là đẳng cấp. Oh, thì ra thế gian này, rồi nhà thờ cũng nhà thờ đẳng cấp à? Ở trong đạo cũng cứ nhà thờ to là đẳng cấp. Cha nào có nhiều xe hơi, nhiều nhà sứ to đùng, biệt thự lớn, gọi là có đẳng cấp. Còn những anh em mà dấn thân nơi những vùng sâu vùng xa, trong những giáo điểm, nơi những hang cùng ngõ hẻm, thì những ơn vị đó không có đẳng cấp à? Tôi nghĩ phải ngược lại mới đúng. Đó mới là người có đẳng cấp. Người có đẳng cấp là người quên mình, không nghĩ đến mình mà nghĩ đến người khác. Đó là đẳng cấp. Đó mới thực sự là đẳng cấp. Còn suốt ngày lo cho bản thân mình, suốt ngày hưởng thụ, suốt ngày để khoe cái giàu, cái đẹp, cái sang của mình, để chứng tỏ đẳng cấp, càng chứng tỏ như vậy bao nhiêu càng chẳng có cấp nào. Phi Nhung mong bất hạnh đời mình không lặp lại với con trẻ. Phi Nhung từng tâm sự cô là kết quả của một mối tình lầm lỡ. Ông ngoại bắt mẹ cô phá thai nên bà trốn vào chùa sinh con, quyết giữ lại giọt máu của mình. Một tháng sau thì bà ngoại bế cháu về, mẹ cô phải đi bán dưa gang để lấy tiền mua sữa nuôi con. Lên 8 tuổi, mẹ Phi Nhung đón cô về ở cùng, nhưng 2 năm sau thì bà qua đời. Cô trở thành mồ côi. Phi Nhung nói vẫn rất thần tượng mẹ, và từ sâu trong tâm khảm cô luôn thèm được gọi hai tiếng má ơi. Đó là lý do từ thuở niên thiếu Phi Nhung vẫn luôn ấp ủ xây được một ngôi nhà cho trẻ mồ côi, gọi mình là má. Và khi ra đường, các con có thể nói với chúng bạn là: tao có má, tao có anh em. Nhiều năm trở lại đây, Phi Nhung nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi cơ nhỡ. Cho tới cuối đời, Phi Nhung vẫn muốn ở một mình để lo cho các con. Cô không muốn bất hạnh riêng của mình lặp lại với những đứa trẻ khó khăn đã nhận nuôi. Thấy đẳng cấp nó nằm ở chỗ đó đó. Đẳng cấp nó nằm ở chỗ mà dấn thân để làm bữa cơm từ thiện cho người COVID, rồi phục vụ, rồi đi làm từ thiện giúp những người nhiễm COVID, hoặc là gia đình của họ, hoặc là những người gặp khó khăn trong cơn đại dịch này. Mà thay vì chạy về Mỹ vào tháng 7 thì ở lại với Sài Gòn đang là oằn mình chống COVID, để cùng với anh chị em đồng bào của mình chia cơm sẻ áo, chia ngọt sẻ bùi. Đó là đẳng cấp đấy. Đẳng cấp là biết rằng làm từ thiện thì nhiều bị tiếng oan khiên, nhưng mặc ai nói gì thì nói, lương tâm mình biết, mình cứ làm. Đẳng cấp đấy. Và một người bạn gửi cho tôi một bài thơ ngắn của tác giả đây là Vô Ưu, viết ngày 27 tháng 9 2021 khi nghe tin Phi Nhung qua đời. Tạm biệt nhé giọng ca bông điên điển, dừng cuộc chơi bỏ lại một chặng đường. Áng mây trời hôm nay chợt đẫm sương, gió hiu hắt vẫy tay ai lần cuối. Nếu có thể xin một lần tiếc nuối, một con người dung dị giữa bon chen, một con người có lẽ chẳng lần quen, ai cũng đáng phải không lần được sống. Nhưng mà thôi, chỗ này chỉ là mộng, đến rồi đi vốn dĩ lẽ vô thường. Nên lúc còn, nếu thương được hãy thương, biết đâu đó đây là lần sau cuối. Lá lìa cành, đâu đợi chờ đến buổi. Gió vô thường, lay rụng cuống nhân sinh. Chiều hắt hiu, ai mỏi bước đăng trình. Xin trở gót, thôi không còn mộng mị. Thưa anh chị em, mấy câu thơ: một con người dung dị giữa bon chen,
nếu lúc còn, nên lúc còn, nếu thương được hãy thương. Biết đâu đó, đây là lần sau cuối. Sống dung dị giữa bon chen, thưa anh chị em và các bạn. Mà nếu lúc còn thương được thì hãy thương đi. Biết đâu, đây là lần sau cuối. Và cuối cuộc đời, chúng ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa chỉ vì hai chữ yêu thương mà thôi. Chúa chỉ hỏi yêu thương như thế nào. Mến Chúa, yêu người chỉ là một. Vậy thì lúc còn thương được thì hãy thương đi. Giận hờn làm cái gì? Bon chen làm cái gì? Sống dung dị giữa cái bon chen, chứ không phải thấy người ta bon rồi mình cũng chen. Thôi, tạm biệt Phi Nhung. Chúng ta bước sang chuyện khác. Mời anh chị em và các bạn nhấp ly cà phê, làm ngụm trà nữa. Đọc cái lá thư một người viết. Thưa cha, con tên là Maria Kim Bình. Con mới nghe tin mẹ con, chị con, cháu con phải đi cách ly vì bị dương tính với Covid. Gia đình con là đạo Phật, chỉ mình con là theo chồng và theo đạo Công giáo. Xin cha và cộng đoàn Chúa thương xót hiệp ý cầu nguyện giúp cho gia đình con và mọi người đang mắc bệnh được bình an tâm hồn và thể xác. Cha biết không, khi con vừa nghe tin gia đình con bị dính Covid, người đầu tiên mà con gọi là Chúa, rồi mẹ Maria, và người không thể thiếu trong đầu con là cha Long. Con xem và nghe những bài giảng của cha trên YouTube hàng ngày, con rất thích. Xin Chúa thương ban cho cha nhiều sức khỏe. Sau đó một tuần lễ, tôi cũng nhận được từ chính tác giả lá thư này. Con chào cha, con là Maria Kim Bình. Hôm nay con báo tin vui cho cha là gia đình con 7 người bị cách ly Covid được về nhà và sức khỏe bình thường. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã dâng lời cầu nguyện cho gia đình con. Gia đình con có chút quà để cha làm việc bác ái giọt sữa cho bé thơ. Con đang ở bên Mỹ. Con cầu nguyện cho cha để ngày nào cũng có 4 món ăn tinh thần cha mang đến cho chúng con, có ý nghĩa lắm cha ơi. Bài trả. Thưa anh chị em, gặp lá thư xong thấy vui. Một người tân tổng, cả gia đình là Phật giáo, mà khi có sự cố, người đầu tiên nghĩ đến là Chúa, là mẹ. Đó là lòng thương xót, chứ không nghĩ phải đầu tiên là phải đi bác sĩ, đầu tiên là phải đi thế này thế kia. Có những người nhà của mình bị bệnh nặng rồi trở đi bệnh viện, nhưng mà dường như họ nghĩ đến bệnh viện, đi bác sĩ trước khi nghĩ đến linh mục và bí thích sức giàu. Cho nên là lúc vô nhà thương bị nặng quá rồi gọi các cha đến thì không kịp nữa và có khi không được vào. Vì thế mà thưa anh chị em và các bạn, mình hãy nghĩ đến Chúa và mẹ trước trong tất cả mọi vấn đề, nhất là với những người bệnh. Nghĩ đến Chúa và mẹ và lo cho phần hồn của họ. Bí tích sức giàu là bí tích để giúp mình đủ sức chịu đựng mà vượt qua cơn bệnh. Đó là điều đầu tiên. Chứ không phải bí tích sức giàu là bí tích sức để mà chết. Không phải. Cho nên cứ nghe bí tích sức giàu là xong chưa, đi chưa? Không. Trong bí tích sức giàu, công thức cầu nguyện là xin cho người bệnh này, nếu đẹp ý Chúa, xin cho được mau bình phục để gặp thầy gặp thuốc. Và sức giàu để cho đủ sức chịu đựng những đau đớn do bệnh tật, can đảm vượt qua, thêm sức mạnh tinh thần cho họ để vượt qua căn bệnh, chứ không phải sức rồi để mà ra đi vĩnh viễn. Hôm nay con gửi thư cho cha để cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chồng con là Anton Lại Văn Bính bị suy thận giai đoạn cuối, đã lọc máu chu kỳ
nhưng bị biến chứng sang phổi. Tạ ơn Chúa, nay chồng con đã ổn định và chờ làm các xét nghiệm để tìm và được ghép thận. Xin cha và cộng đoàn tiếp tục cầu xin Chúa ban cho chồng con có được cơ hội để chồng con được khỏe, làm chỗ dựa cho gia đình con. Xin Chúa ban cho cha có nhiều sức khỏe để chia sẻ lời Chúa cho chúng con mỗi ngày. Lá thư kế tiếp. Cha ơi, là con đây. Hôm qua con nhắn tin nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, thì hôm nay lời con xin đã được Chúa nhận rồi cha ạ. Kết quả xét nghiệm lần thứ nhất thì tất cả mọi người làm trong công ty của con đều âm tính hết cha ạ. Còn người mà mắc COVID thì sức khỏe đã bình thường. Con chỉ biết tạ ơn Chúa mà thôi. Mong cha có nhiều sức khỏe trong mùa đại dịch này. Thương chị em hàng ngày nhận được rất nhiều những lá thư cầu nguyện. Bây giờ hầu hết là COVID. Con chào cha. Chín anh em chúng con cùng cảm tạ ơn Chúa. Hôm nay gia đình con đã hoàn toàn khỏi bệnh COVID-19 và cũng không còn bị cách ly tại gia đình nữa sau 26 ngày chữa bệnh và cách ly. Trong những ngày hoảng loạn và lo sợ, rồi bị một số người xem mình như những con COVID hiện hữu, thì lòng Chúa thương xót đã cứu chúng con cả về tâm hồn và thể xác. Ngài đã giúp chúng con qua những người anh em, những người bạn hữu thấu hiểu và giúp chúng con có thuốc men và thực phẩm để chúng con vượt qua những ngày khó khăn. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu và giàu lòng thương xót ban cho cha và hết mọi người được thật nhiều sức khỏe và bình an của Chúa. Thưa anh chị em, cái tâm trạng của những người mà bị nhiễm virus corona bây giờ, họ lo sợ, đó chắc chắn. Nhưng mà cái về mặt thể xác nó không nặng, về mặt tâm hồn, về mặt tinh thần. Đó là người ta coi họ như là con COVID hiện hữu. Có nghĩa là người bị nhiễm COVID nhưng mà người ta sợ và người ta coi những người bị nhiễm COVID như là những con virus corona đang hiện hữu, đang hiện diện trước mắt họ. Đó là cái khủng khiếp nhất. Và người ta phân biệt đối xử. Người ta sợ như giống như ngày xưa những người phong cùi. Sợ lây, đi đâu là phải thời Do Thái, thời xưa, nước bên Do Thái là những người đó bị loại khỏi cộng đoàn, có khi bị sống ở một cái bìa rừng. Giống như bây giờ, những người dân tộc họ vẫn ném những người phong cùi vào bìa rừng, sống sống chết chết. Họ sợ lây. Đi đâu thì vậy, la lên, tôi bị cùi để mọi người tránh xa. Mà bây giờ thì người ta đối xử với người COVID cũng y như vậy. Coi họ như là con COVID đang hiện diện. Thay vì ông cha Long bị dính COVID thì họ coi cha Long là COVID-19, là virus corona đang hiện diện. Cho nên đụng đến ông cái là COVID nó vô mình liền. Ta phân biệt đối xử khủng khiếp như vậy. Đều cũng bị nhìn bằng ánh mắt sợ hãi, e dè, nghi ngại, nghi ngờ, sợ lắm. Và bây giờ cái hậu quả của COVID để lại nó kinh khủng là con người ta không còn tin vào ai nữa. Không biết là mình tiếp xúc với người ta thì mình sẽ dính COVID hay là người ta dính COVID của mình, không ai biết. Cho nên sợ tiếp xúc, sợ quan hệ với nhau, sợ tương quan với nhau. Và chắc chẳng còn cảnh tay bắt mặt mừng hay là tôi sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng nhà, sẽ đi thăm mọi người. Một mai qua cơn mê, một mai hết COVID. Họ có cho mình đi thăm không? Mình đi thăm liệu có còn được gặp nhau tay bắt mặt mừng hay không? Hôm bữa con có nhờ cha cầu nguyện cho chị Maria Magdalena, Đỗ Thị Quỳnh Nhi và gia đình của chị con. Tất cả đều mắc COVID. Nay chị con và gia đình đã khỏe lại và hết bệnh. Con tạ ơn Chúa. Chúc cha luôn vui vẻ và bình an. Mời các bạn uống ly cà phê.
Cha ơi, con vẫn nghe lời Chúa mỗi ngày. Những bài giảng của cha làm con vững tin vào Chúa nhiều hơn. Con vẫn đọc kinh và cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Con chỉ biết đọc 50 kinh kính mừng. Và lúc 3 giờ chiều con đọc 50 kinh lòng thương xót vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Cha ơi, từ khi con biết cầu nguyện và đọc kinh thì con thấy được ơn Chúa soi sáng cho con. Con nói thật với cha là trước đây con tội lỗi lắm. Con hay nói xấu người khác, con hay ganh tị, con nóng nảy, lúc nào cũng chỉ biết tính toán tiền bạc. Và nhất là con không có trái tim biết xót thương người khác. Từ khi con biết Chúa và nghe lời giảng của cha thì con nhận thấy mình tội lỗi nhiều quá, cha ơi. Từ khi con thờ ảnh lòng Chúa thương xót trong gia đình con tạ ơn Chúa, con thấy lòng được bình an. Mặc dù chồng con không tin, nhưng anh ấy cũng không ngăn cản con và các con của con cầu nguyện hay đọc kinh. Như vậy, con cũng tạ ơn Chúa lắm rồi. Cha ơi, mặc dù con chưa được rửa tội để trở thành con của Chúa chính thức, nhưng mỗi ngày con cầu xin Chúa xin cho phần đời còn lại của con bám chặt vào lòng thương xót Chúa. Xin đừng để con xa lìa Chúa, vì nơi đó là nơi bình an nhất và là nơi an toàn nhất của con. Xin cha cầu nguyện cho con, chúc cha mạnh khỏe và tràn đầy hồng ân Chúa để rao giảng lòng thương xót Chúa cho toàn thế giới nhận biết Chúa. Con chào cha, con yêu Chúa. Amen. Chưa được rửa tội nhá thưa anh chị em, mà lòng tin của người ấy vững mạnh như vậy, phần đời còn lại xin cho con được bám chặt vào Chúa, đừng xa lìa Chúa, vì đó là nơi bình an nhất và an toàn nhất. Anh chị em hãy đi loan truyền lòng thương cho Chúa bằng niềm xác tín đó đi. Hãy chạy đến với lòng thương xót Chúa, đừng xa lìa Chúa, vì đó là nơi an toàn nhất và nơi bình an nhất. Các bạn uống ly nước trà, mình nói chuyện tiếp nha. Con là Teresa Đặng Thị Mỹ Dung. Hôm nay con nhắn tin nhờ cha cầu nguyện cho con là Đặng Thị Mỹ Dung và em con là Trần Thị Lina bị nhiễm COVID-19, được ơn chữa lành nhanh khỏi bệnh. Khi biết chúng con dính COVID-19, chúng con không khỏi bàng hoàng, sợ hãi và lo lắng. Chúng con chỉ đọc kinh cầu nguyện cùng Đức Maria để nhờ mẹ và qua mẹ, chúng con có thể chạy đến kêu cầu Chúa ban bình an cũng như ơn chữa lành cho chúng con. Xin cha cầu nguyện với lòng thương xót Chúa cho chị em chúng con được nhanh khỏi bệnh. Nguyện xin Chúa rủ lòng thương và ban ơn chữa lành cho chúng con. Đây là lá thư đi, rồi cuối cùng có thư lại sau một tuần lễ. Cũng người ấy viết: con xin tạ ơn lòng thương xót Chúa đã ban ơn chữa lành. Cảm ơn cha đã cầu nguyện cho chị em chúng con. Qua 21 ngày điều trị, 5 ngày điều trị tại nhà, 16 ngày điều trị tại bệnh viện dã chiến, thì hôm nay chị em chúng con đã được khỏi bệnh rồi ạ. Nguyện xin Chúa ban nhiều ân lành xuống trên cha, con Teresa Đặng Thị Mỹ Dung.
con là Nguyễn Thị Kiều Trinh, một người ngoại đạo. Con được biết đến Chúa, đến cha qua người yêu của con. Con may mắn được gặp cha ở ngoài, được chụp ảnh với cha lúc cha sang Úc ở nhà thờ Brandon Bankstown. Và mỗi ngày con đều đi nhà thờ để nghe cha giảng suốt 30 ngày như thế. Tối nào con cũng mở tiếng gọi lòng thương xót của cha để nghe những bài giảng của cha. Mỗi lần con đi tiêm vaccine thì trước khi đi con đều cầu nguyện với Chúa. Rồi trong lúc ngồi chờ đợi xem phản ứng của thuốc, con cũng cầu nguyện đọc kinh. Con may mắn được Chúa ban ơn sau khi tiêm vaccine về, không nhức không sốt. Chúc cha sức khỏe dồi dào để rao giảng những bài hay của Chúa đến với mọi người, những người con của Chúa cha nhé. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Một người ngoại đạo mà lúc chúng tôi đi làm lễ ở bên Úc suốt 30 ngày, không bỏ ngày nào, cứ từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối, liên tục như vậy. Và tối về mở nghe tiếng gọi lòng thương xót. Trước khi chích ngừa cũng cầu nguyện, thương chị em một cuộc sống kết hợp với Chúa của một người ngoại đạo như thế. Chứ chắc thì những người đạo gốc của mình có thể làm được như vậy hay không? Cha ơi, con làm công nhân của một công ty. Nhiệm vụ của con là làm tạp vụ. Con đã phải nghỉ việc được 3 tuần rồi. Công ty chỗ con làm hỗ trợ cho công nhân được 70% tiền lương. Phần của con tháng này, con xin nhường lại giúp cho những người khó khăn hơn con trong cơn đại dịch này. Tuy nhỏ bé, nhưng xin cha nhận giúp con để làm việc bác ái. Chúc cha thật nhiều sức khỏe nhé. Thưa chị em, một người công nhân tạp vụ mà thất nghiệp nghỉ việc 3 tuần rồi, được hỗ trợ cho 70%, mà quyết tâm nhường cái phần hỗ trợ ấy để giúp cho những người nghèo. Làm tạp vụ mà bị thất nghiệp nữa thì được bao nhiêu tiền lương, ấy thế mà vẫn không tham, không ham, không lo cho mình, mà nhường toàn bộ để giúp những người khó khăn hơn mình trong cơn đại dịch này. Làm sao mà Chúa không vui khi thấy được những tấm lòng đó, thưa anh chị em. Một thế giới này mọi người sẽ sống bình an hơn khi mọi người, mỗi người biết quan tâm, biết nghĩ đến nhau. Như là một người làm tạp vụ mà chúng ta vừa nghe câu chuyện đó. Lá thư thứ 9, làm chứng cho Chúa Giêsu. Cha ơi, con được nhiều ơn của Chúa lắm, nhưng viết sao cho hết đây cha. Con tên là Nguyễn Doãn Hồng ở Long Trường, thành phố Thủ Đức. Hôm nay con viết vài dòng để thuật lại những gì đã xảy ra trong gia đình con. Cách đây 3 năm, gia đình xảy ra biến cố lớn. Vợ con bị bệnh thập tử nhất sinh, đi hết bệnh viện quận 9, quận 2, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch điều trị gần 1 năm trời mới khỏi. Lúc nằm viện, vợ con không phát hiện ra bệnh. Nhờ đứa em của con đi ở giáo điểm tin mừng về và chỉ cho con nhắn tin cho cha. Sau đó, vợ con được khỏe lại và hết bệnh cha ạ. Khoảnh khắc đó đã khắc sâu vào đời sống con. Và con biết rằng Chúa đã ban ơn cho con. Từ đó con bắt đầu tín thác vào Chúa, cầu nguyện và nghe cha giảng hàng ngày. Gặp khó khăn gì, con cũng đứng trước hình Chúa để xin Chúa. Con đang sống tốt hơn theo gương của Chúa Giêsu, Đấng đã chết trên thập giá để đền tội cho con người. Con là người đủ thứ bệnh. Từ lúc tín thác vào Chúa, tuy cơ thể còn đau nhiều, nhưng tinh thần luôn lạc quan và coi đau khổ như để được gần Chúa Giêsu hơn. Nhiều lúc đau đến mức con không trụ nổi, nhưng trong lòng luôn tin rằng Chúa Giêsu sẽ chữa cho con và sắp xếp cho con, vì với Chúa những cái đó không khó đâu. Con là người ngoại đạo, con không ngại vất vả đau khổ,
nhưng con còn vợ và hai đứa con nhỏ của con nữa. Nhờ cha cầu nguyện thêm cho con để có sức khỏe đi làm, để lo cho vợ và con của con. Thường thì một người ngoại đạo mà nói với tất cả cái niềm xác tín như vậy, có anh đau khổ như để được gần Chúa hơn, bạn có dám nghĩ như vậy không? Nhiều lúc đau không chịu được, nhưng trong lòng luôn tin rằng Chúa sẽ chữa cho, vì với Chúa cái đó có khó đâu. Ôi những người ngoại đạo hết sức dễ thương của lòng Chúa thương xót. Con không ngại vất vả đau khổ, nhưng còn vợ và hai đứa con, phải sống để mà lo cho nó thôi. Đây là một lá thư của người bên Úc. Con là Maria Vũ Thị Tuyết Mai ở bên Úc đây. Hôm nay con xin viết lên những cảm nghiệm của con trong cuộc sống bằng những lời tạ ơn Chúa như sau. Tạ ơn Chúa đã cho con được sống trên cuộc đời này. Tạ ơn Chúa đã cho con được làm con Chúa. Tạ ơn Chúa đã là người bạn để con tâm sự và thở than. Tạ ơn Chúa đã cho con được yêu thương. Tạ ơn Chúa đã cho con lương thực hàng ngày. Tạ ơn Chúa đã cho con sức khỏe. Tạ ơn Chúa đã cho con không khí để hít thở miễn phí mà không tính lệ phí bao giờ. Tạ ơn Chúa đã cho con được nhìn thấy, được nói, được nghe. Đã cho con một đức tin và lòng cậy trông vững vàng vào lòng thương xót Chúa. Đã đưa cha Long đến với chúng con để biết và hiểu về lòng thương xót Chúa. Và sau cùng, cảm ơn cha đã luôn lo cho chúng con những món ăn tinh thần mỗi ngày, 7 ngày một tuần, 4 món mỗi ngày. Ngày nào con cũng nghe radio lòng thương xót Chúa được phát sóng lúc 9 giờ sáng mỗi ngày ở Úc. Và con đã bị nghiện rồi cha ơi. Nhờ vậy mà con học hỏi được rất nhiều chuyện các thánh mà từ xưa đến nay con chưa hề biết đến hoặc biết mà đã quên. Vì con là người thích nghe chuyện hơn đọc chuyện. Thường chị em, chứ không phải là lắm chuyện. Thích nghe hơn là đọc chuyện, nhưng mà không lắm chuyện. Con rất thích giọng đọc của cha, nhất là mỗi khi cha kể một chuyện nào đó trong chuyên mục Chuyện Sử Tích Cũ. Giọng của cha lên xuống và thay đổi theo nhân vật trong câu chuyện. Có lúc cha khóc theo nhân vật làm cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn, dễ nghe và đi vào lòng người hơn. Đó là theo con cảm nhận được. Xin Chúa giữ gìn và ban bình an sức khỏe cho cha mỗi ngày, để tiếp tục sứ mạng là loan truyền lòng thương xót Chúa cho tất cả mọi người trên thế giới. Good night cha, con Mai. Và lá thư thứ 10, con là Yuse Trần Trung Thiện. Trước đây, con đã từng nhắn tin nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện nhiều lần. Và gia đình con cũng như những người mà con nhờ cầu nguyện cũng được rất nhiều hồng ân của Chúa. Mới đây nhất phải kể đến là con và mẹ của con đã bị nhiễm virus corona và được ơn Chúa và mẹ Maria chữa lành sau 10 ngày điều trị tại nhà. Điều đặc biệt là triệu chứng của con và cả mẹ con đều rất nhẹ, chỉ giống như một bệnh cảm cúm, giống như mỗi năm con vẫn bị. Nhưng con biết đó không phải tự nhiên, mà là có bàn tay của Chúa quan phòng và gìn giữ cho mẹ và con không bị nặng hơn. Con rất vui mừng và xúc động mỗi khi nghĩ đến mình được Chúa gìn giữ và chữa lành cho hai mẹ con. Con nghe radio lòng thương xót Chúa của cha, có biết được cha đang thực hiện nhiều chương trình bác ái, trong đó phải kể đến chương trình Giọt Sữa Cho Bé Thơ. Con thấy rất hay và ý nghĩa. Con mạo muội xin cha chỉ cách đóng góp để con có thể góp chút lòng thành bé mọn của con, cùng với cha giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Kính chúc cha, đội ngũ ekip của cha, anh em trong hội thiện nguyện Tín Thác luôn có thật nhiều sức khỏe, bình an, được ơn Chúa soi sáng và hướng dẫn trong mọi việc và luôn có Chúa đồng hành. Và thưa anh chị em, một lá thư nữa, con lá thư thứ 12, con may mắn được ba của con lo cho con du học qua bên Mỹ. Sau đó con lấy chồng rồi ở lại luôn.
Bắt đầu đi làm accounting, con phải ngồi 8 tiếng một ngày. Công việc lặp đi lặp lại nên cũng không cần suy nghĩ nhiều, nên con bắt đầu nghe nhạc. Nghe xong rồi con thấy chán quá. Con không nhớ sao, bằng cách nào mà con thấy cha ở trên YouTube. Rồi con click vô nghe thử. Con thấy hay hay, nghe tiếp. Dần dần, rồi con nghiện. Lúc nào không hay. Ngày nào cũng nghe đi nghe lại trong 8 tiếng đó mà không thấy chán. Bắt đầu, chú nói qua cha. Và con thay đổi rất nhiều, thấy rõ trong năm nay. Con nghe cha nói về nhật ký thánh nữ Faustina mà con thích quá, nên mua ebook về thánh Faustina Diary để đọc. Con giới thiệu cho người chồng mới theo đạo về kinh lòng thương xót Chúa được 2 ngày nay. Hồi xưa con chỉ biết đọc kinh đại cha, kinh mừng sáng danh. Bây giờ biết đọc thêm kinh lòng thương xót Chúa. Tạ ơn Chúa vì bao ơn lành Ngài ban cho gia đình con. Và thưa anh chị em, đây là một lá thư mà đọc xong tôi muốn phân tích chút xíu, và cũng là để trả lời cho người đặt những câu hỏi về hôn nhân, gia đình và tình yêu. Tôi không phải là chuyên môn tư vấn về hôn nhân, gia đình và tình yêu. Tôi chỉ là người đi loan truyền lòng thương xót Chúa, nhưng mạn phép được chia sẻ với anh chị em một vài cái suy nghĩ để cho chúng ta hiểu biết hơn về tâm lý, về đời sống hôn nhân, gia đình, về cách ứng xử. Thưa cha, con đã có vợ và có con. Vợ con là một người rất tốt và đảm đang, chịu thương chịu khó. Công việc của con, Chúa ban cho cũng ổn định, mặc dù không khá giả nhưng cũng đầy đủ và ổn định. Hàng ngày con đi làm và tiếp xúc với một cô gái cũng khá hiền lành. Cô ta đạo tin lành và cũng rất tin Chúa. Cô ta đã ly dị chồng và hiện sống một mình nuôi con. Hoàn cảnh của cô ta cũng nhiều khó khăn, và con cũng thường xuyên giúp đỡ cô ta về vật chất cũng như công việc. Thời gian gần đây, con thấy mình có cảm tình với cô ta. Khi thấy cô ta thân thiết với ai là tim con lại nhói đau. Con biết con như vậy là sai, và hàng ngày con vẫn lần chuỗi mân côi cầu xin Chúa Đức Mẹ Thánh Giuse ban sức mạnh để con có thể vượt qua tình cảm không đúng này. Nhưng con vẫn thấy buồn và ganh tị mỗi khi thấy cô ấy thân thiết với ai khác. Xin cha cầu nguyện giúp con, để con có thể xem cô ấy là một người bạn thân mà thôi. Con muốn là một người chồng tốt và một người cha gương mẫu trong gia đình. Con muốn xua khỏi tâm trí con tình cảm không đúng này với cô ta. Thay vào đó là tình bạn mà thôi. Con mong nhận được những lời khuyên từ cha. Cảm ơn cha rất nhiều và xin Thiên Chúa ban cho cha nhiều sức khỏe và bình an. Sao các ông các anh nghe câu chuyện và câu hỏi này thấy thế nào? Theo các anh có thể chỉ coi là tình bạn mà không đó coi đó là tình yêu, mặc dù mình đã yêu rồi. Dấu hiệu của sự yêu đó là mình ghen rồi. Buồn và ganh tị mỗi khi thấy cô ấy thân thiết với người khác là dấu chỉ thứ nhất. Thứ hai là biết như vậy là sai. Biết như vậy là sai. Rồi thứ ba nữa là con thấy có cảm tình với cô ta, và khi thấy cô ta thân thiết với ai là tim con lại nhói đau. Anh anh là người nghiện rượu. Đưa một lít rượu, bảo anh là chỉ nhấp một ngụm anh nhấp nổi không? Anh nhấp một ngụm, anh nhấp ngụm thứ hai và ngụm thứ ba, và có khi hết cả một lít rượu luôn. Đã không uống là phải không uống luôn, còn đã nhấp rồi thì sẽ uống tiếp thôi. Cũng như ly cà phê đang trước mặt tôi đây, ly trà, nhấp một ngụm trà cũng phải nhấp cái đã. Rồi cũng sẽ phải nhấp một ngụm nữa cho đến khi hết. Hay là ly cà phê cũng vậy. Hoặc điếu thuốc cũng thế, hút một hơi rồi cơn nghiền mới lên mà. Cho ta một hơi, một hơi đâu có chịu được, hơi nữa hơi nữa. Thế thì chuyện tình cảm cũng thế thôi.
khi mà anh đã thấy trái tim mình nó rung động rồi. Và trái tim mình nó rung động rồi qua những dấu chỉ mà tôi vừa mới nói. Mà anh bảo rằng là chỉ cho nó rung đến đó thôi, không được rung nữa, có được không? Thưa anh chị em, đã không hút điếu thuốc thì ngay từ đầu không được hút nữa. Hoặc là thấy bỏ ngay, hoặc là ly cà phê không được uống nữa thì phải không uống được ngay từ đầu. Không bảo là con chỉ uống nửa ly thôi, khó lắm. Trái tim mình đã rung rộng rồi thì chỉ còn một cách là chấm dứt, không quan hệ, không giao tiếp dưới bất cứ hình thức nào. Dưới bất cứ hình thức nào, vì tình cũ không rủ cũng đến à. Tình cũ không rủ cũng đến à. Mình đã không nhắn tin là không nhắn tin luôn, chứ không phải là cha cho con cơ hội cuối để con gặp cô ấy, con nói lần cuối. Có chắc là lần cuối không? Hay là lại là lần cuối thứ nhất, rồi còn lần cuối thứ hai, lần cuối thứ ba nữa. Rất nhiều người đã bị vướng vào cái bẫy này. Đó là cái bẫy coi nhau là bạn, nhưng mà đã lỡ yêu rồi, làm sao quên được ai ơi. Tan tan tan, ta ran ta ran tan tan. Làm sao quên được lỡ yêu rồi, mà bây giờ mình biết rằng đó là trái khuấy, là sai rồi, là như thế là mình phạm tội ngoại tình với vợ mình trong tư tưởng rồi đấy. Mà thứ nữa là mình đang có một gia đình, có một người vợ hiền ngoan, có một công ăn việc làm ổn định, bây giờ mình muốn phá vỡ hết hay sao? Đừng có lấy lý do là vì bác ái, vì thương xót. Cô ta mới ly dị chồng, ở một mình nuôi con. Cô ta có khó khăn trong công việc, cô ta có cô đơn, cho nên con phải giúp đỡ cô ta về công việc, con phải giúp đỡ cô ta đỡ cô đơn. Tại sao anh không bảo vợ anh đến quen với cô để mà giúp cô ấy đi? Đâu cần anh. Thưa anh chị em, rất nhiều người bị sa ngã vì lý do là bác ái. Con mà bỏ cô ấy thì cô ấy sẽ tự tử, cô ấy chết. Mình phải lo phần rỗi linh hồn mình trước đã. Mình không cứu được phần rỗi linh hồn mình mà cứu phần rỗi linh hồn của ai được, thưa anh chị em? Biết rằng là cầm vào lửa thì bỏng tay, mà vẫn cứ cầm, rồi lúc bỏng tay rồi kêu. Anh chị em thấy không? Cho nên việc bác ái, mình phải biết cái ranh giới của nó, biết cái giới hạn của nó, và biết cách làm như thế nào, chứ không phải cứ bác ái là làm bừa làm cạn. Vì mới đầu là bác ái, nhưng về sau đó không còn phải là bác ái nữa, mà là cái tình cảm rồi, mà là tình yêu trái khuấy rồi. Cho nên tôi nói với anh đó, nếu anh muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình, nếu anh muốn đạp đổ cái chén cơm, bàn cơm mà anh đang ăn ngon lành, thì anh cứ tiếp tục lấy lý do là chỉ làm bạn với cô ấy mà thôi. Anh muốn làm bạn mà cô ấy không muốn làm bạn thì sao? Miệng anh nói làm bạn mà trái tim anh nó không muốn làm bạn, mà nó muốn làm cái gì hơn nữa thì sao? Ai mà làm cản được? Lửa gần rơm mà lâu ngày nó phải bén thôi. Cho nên là có nhiều người cứ nói lý do bác ái, nhưng mà thực sự khởi đầu như thế mà nếu nó tiếp tục, nó có nguy cơ là mình sẽ phạm tội, mình mất linh hồn, hay là phá nát hạnh phúc gia đình của mình, thì Chúa nói thả chặt một tay, một tay mà vào nước trời, hơn là hai, cả hai tay. Chặt cái đôi chân nó đi, móc cái mắt đó đi, thà móc mắt chặt chân mà vào nước trời, thì cái tình cảm trái khoái này cũng phải cắt đứt nó đi thôi. Vì nếu mình tiếp tục, vợ mình biết nó sẽ nghĩ sao, con mình biết nó sẽ nghĩ mình như thế nào, gia đình mình biết sẽ nghĩ mình làm sao. Mình đừng có biện hộ rằng đó là vì bác ái, vì lòng thương xót, cho nên vì cô là người cũng tin lành nhưng mà rất tin Chúa.
rồi vừa mới ly dị chồng nuôi con cho nó cô đơn, rồi công ăn việc làm khó khăn, con phải giúp đỡ. Thiếu gì cách giúp đỡ của anh trực tiếp giúp. Tôi nói anh tránh mặt cô ấy mà còn muốn giúp cách khác. Trước tiên phải lo bác ái là phải lo vợ con mình trước cái đã. Tu thân, tề gia, trị quốc mới bình thiên hạ được. Mình không bác ái với gia đình của mình mà đi bác ái với cô hàng xóm là sao? Không thương chồng mình đang vất vả mà thương cái ông bảo vệ là như thế nào? Có những ông giám đốc, vợ mình giám đốc mà lại thương lái xe, lại thương bảo vệ, thế nó mới khổ. Cho nên anh chị em, chúng ta là nam cũng như nữ, mình dễ bị cái lý do là thương hại. Như là mấy cô thương hại anh ấy. Anh ấy là bảo vệ tội nghiệp anh ấy. Anh ấy nghèo tội nghiệp anh ấy. Rồi mình từ cái tội nghiệp đó, từ cái thương hại đó, mình thành thương yêu, thành thương thật lúc nào mình không biết. Cho nên người bạn mà viết cô lá thư này là tạ ơn Chúa là còn rất tỉnh táo để mà hỏi, mà dám can đảm trình bày và khiêm tốn để xin ý kiến. Có những người là mù quáng luôn, không có biết là sai nữa, và luôn về còn chửi vợ chửi con là ghen bóng ghen gió. Anh làm việc bác ái, anh có lòng thương xót nữa mà, mà ghen ghen cái gì? Rồi tối anh cũng phải nhắn tin đến 11, 12 giờ đêm vì lòng bác ái, vì thương xót đấy chứ. Thương chị em, vợ mình nằm đó, có khi mình lại không cảm xúc nữa mà cứ nhớ cái cô đó, tin lành đó thì sao? Nguy cơ lắm. Và gia đình mình sẽ tan nát. Và về mặt đạo thì dứt khoát là không được rồi, vì cô ta đã có chồng rồi, ly dị rồi, và mình đã có vợ rồi, đâu cách nào khác được. Vậy thì đã không mong sum họp mãi thì bận lòng chi nữa lúc chia tay. Đã biết không mong sum họp mãi, bận lòng chi nữa lúc chia tay. Phải dứt khoát thôi. Còn muốn giúp, dám can đảm giúp thì nói ngay vợ mình đó, có cái cô đó, em muốn giúp thì em giúp, còn anh không có giúp, không biết gì hết, dám can đảm. Còn không có thì thôi, hoặc là nhờ người nào đó giúp, rồi mình rút lui, và không có nhắn tin, không có thư qua tin lại, không bảo là gì là tình bạn nữa, vì đã vượt qua giới hạn rồi. Cho nên anh chị em lưu ý, đừng có bảo chỉ dừng lại ở tình bạn khi mình đã có tình yêu. Và thứ hai là đã có gia đình rồi, đừng có đang tâm đạp đổ, lấy lý do là bác ái, chia sẻ, yêu thương, xót thương vân vân, đạp đổ cái gia đình, cái hạnh phúc của mình. Lúc đó mình hối không kịp đâu. Bát nước đã đổ đi rồi, hốt lại không được đâu. Còn việc bác ái thì phải biết cái giới hạn, cái trật tự, phải lo trước cho gia đình vợ con mình đã. Rồi có nhiều cách giúp, mình không phải là mình liều mạng như vậy. Nếu cần chặt tay thì cứ chặt, chặt chân đi thì cứ chặt, cắt đứt cái quan hệ thì cũng phải cắt đứt thôi. Dù nó có nguy cơ là mình sẽ tiêu mình và tiêu cả gia đình của mình vì người đó, chứ đâu có đòi mình làm cái chuyện đó. Chứ đâu đòi mình phải xa vào cái cơn cám dỗ đâu. Xin chớ để con xa trước cám dỗ. Đoàn kết buổi chia sẻ hôm nay, xin chia sẻ với anh chị em một bài viết về đố kỵ. Đố kỵ có sức tàn phá lạnh lùng, không chỉ hại người mà còn hại chính mình. Con người sống trong thế giới này, ngoài những mặt tốt trong tâm tính, cũng khó tránh khỏi mặt trái phụ diện. Một trong những điều đó là tâm đố kỵ, ganh tị, gato, ghen ăn tức ở giữa người với người. Tưởng chừng như nhỏ bé mà hậu quả to lớn vô cùng. Đố kỵ là một loại tâm vô cùng xấu xa. Nó biểu hiện rất phổ biến trong xã hội giữa con người với con người. Thấy người tài giỏi
danh tiếng tốt, đạo cao đức trọng, mình sinh lòng đố kỵ ghen ghét. Thấy người vinh hiển, mình lấy làm bực tức khó chịu, trong lòng xốn xang, lộ ra cử chỉ không bằng lòng, rồi kiếm chuyện nói xấu, làm cho giảm uy tín của người đó. Có không? Sự cạnh tranh phát triển về mọi mặt càng ngày càng gay gắt, cho nên mối quan hệ càng ngày càng phức tạp hơn, bởi tâm lý ghen ghét đố kỵ càng nhiều. Vậy do đâu mà có? Nguyên nhân chính khởi xuất cho cái tâm tật đố kỵ là sự ích kỷ, nhỏ nhen và tham lam của con người. Nó giống như làn khói đen ngày dần ngấm sâu trực tiếp vào bộ óc con người, nên khó mà buông bỏ. Nhiều khi nó bỗng trở thành tự nhiên, có thể làm cho người thứ ba ngạc nhiên không tưởng được. Cái thằng đó mà cứ nói động đến ông Cha Long là họ khó chịu. Cứ nghe tiếng Cha Long là nó muốn điên lên, vì nó rất là đố kỵ ông đó. Cũng như là anh chị em bảo, cứ nhìn thấy mặt nó là tôi muốn điên lên rồi. Tâm đố kỵ quả thực mang đến cho con người không ít những điều không tốt. Anh chị em đang sống vui vẻ thuận hòa, bỗng chốc đổ vỡ chỉ vì lòng ghen ghét đố kỵ, anh giàu hơn em hoặc ngược lại. Nhóm đang sinh hoạt vui vẻ bỗng chốc tan vỡ vì những đố kỵ, những ghen tị, ghen ghét xảy ra. Dù là ở nhóm sinh hoạt đời hay là nhóm sinh hoạt đạo cũng vậy. Càng nhóm sinh hoạt đạo thì ma quỷ nó càng gieo vào những cỏ lùng, nảy sinh sự ghen tị, đố kỵ, rồi người này nói xấu người kia và tan rã. Ma quỷ đứng vỗ tay vui mừng. Tình cảm bè bạn lâu bền cũng sụp đổ vì ghen ghét. Bạn giỏi hơn, đẹp hơn, giàu có hơn, có địa vị xã hội cao hơn. Thế chẳng phải tâm đố kỵ đã làm xấu đi tình cảm con người với con người? Và một khi tình cảm người và người trở nên không tốt đẹp thì xã hội có tốt đẹp được không? Khi nuôi dưỡng tâm tật đố kỵ thì tài năng con người ngày càng bó hẹp lại, tức là nó làm cản trở tiến trình phát triển tài năng của con người. Khi mình ghen tị, mình đố kỵ, người ta hát hay mình tức, tức rồi mình hát không thể hay bằng người ta được. Người ta đánh đàn hay, mình cũng muốn đánh đàn hay mà không có cái tâm bình, mà cái tâm đố kỵ thì chắc chắn đàn mình đánh, tiếng đàn nó sẽ không nghe được đâu, vì nó chỉ sặc mùi đố kỵ mà thôi. Ngay cả mình giảng cũng vậy. Nếu mà mình giảng không có tâm trong sáng, không có tâm bình an, mà giảng trong sự ganh tị, đố kỵ, nói hành nói xấu người khác trên tòa giảng, hay là nói bóng nói gió, thì lúc đó chắc chắn nó không hay được, và người ta nghe người ta sẽ chán ngán. Làm việc đạo đức cũng vậy, làm việc bác ái xã hội cũng thế. Làm một tư tâm hoàn toàn vô tư, hồn nhiên trong sáng, ai làm được cái gì thì làm. Ganh nhau làm cái gì, tranh nhau làm cái gì, đố kỵ làm cái gì? Mình làm bác ái mà cũng đố kỵ vì người khác làm bác ái nhiều hơn mình sao? Mình làm việc tông đồ mà cũng đố kỵ vì người khác thành công hơn mình thì còn nghĩa lý gì nữa hay không? Mình rao giảng lòng thương xót Chúa mà cũng còn đố kỵ thì rao giảng thế nào được? Khi nuôi dưỡng tâm tật đố kỵ thì tài năng con người ngày càng bó hẹp, tức là nó làm cản trở tiến trình phát triển tài năng của con người. Ngoài ra, lòng ghen tị có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Ăn không ngon, ngủ không yên,
tức quá, cứ nghĩ đến là tức, no hơi, ăn không được. Tối về nằm, cứ suy nghĩ về cái thành công của nó, cứ suy nghĩ về những cái điểm tốt của nó là mình không chịu được. Sao mà chú ban cho nó lắm thế? Úi, may thôi hay ho gì. Úi, bày trò. Úi, thế này thế kia. Thầy Chiến, người hay đố kỵ không dễ dàng mà vui vẻ. Tinh thần họ rất khổ sở, lâu dần sẽ mắc một chứng bệnh stress, hành hạ, tâm bất ổn định. Mà khi tâm không ổn, không tịnh thì sức khỏe con người sẽ không thể bình thường. Chẳng phải thế mà vẫn có câu nói rằng bệnh tại tâm sinh đó sao? Tại cái tâm mình thì nó sinh ra bệnh, bệnh tại tâm sinh. Vì thế tại sao con người không thân thiện, thoải mái, chân thành với nhau mà cứ ghen ghét đố kỵ để làm gì cho nó khổ, khổ mình và khổ người? Tâm đố kỵ của con người nó cũng như đốm sáng trong đêm tối, rất dễ để người khác nhận ra. Nhưng một khi người có tâm đố kỵ lớn, trong tay có quyền lực, có địa vị thì đúng là đáng sợ. Nó trở thành ác độc thâm hiểm. Khi con người có tâm đố kỵ lớn sẽ dần khiến cho bản thân mất đi lý trí. Trong tâm luôn có sự oán hận, bất bình. Lý trí nó bị mờ đi vì cái sự đố kỵ. Không còn phân biệt phải trái đúng sai nữa. Con người dần phát triển theo hướng tà ác. Thưa anh chị em và các bạn, trong lịch sử Trung Quốc có nhân vật nổi tiếng có tâm đố kỵ thì phải kể đến Bàng Quyên. Đố kỵ dùng độc kế với Tôn Tẫn. Bàng Quyên và Tôn Tẫn tuy đều là bạn đồng môn, nhưng Bàng Quyên lại đố kỵ Tôn Tẫn có tài binh pháp hơn mình. Khi tâm đố kỵ nổi lên, liền dùng kế độc hãm hại Tôn Tẫn. Bàng Quyên vì tâm đố kỵ mà hiểm độc vô cùng. Bàng Quyên và Tôn Tẫn tuy cùng bái một sư, nhưng lại mỗi người có một sở trường riêng. Sau khi xuất sơn, xuống núi, đến Ngụy Quốc làm tướng quốc, nhưng trong lòng, Bàng Quyên vẫn luôn đố kỵ với Tôn Tẫn, sợ một ngày nào đó Tôn Tẫn sẽ vượt qua mình. Vậy là Bàng Quyên dùng độc kế hãm hại, chặt chân Tôn Tẫn. Sau cùng, Tôn Tẫn còn phải dùng cả đến khổ nhục kế, phải giả điên mới thoát thân được. Sau cùng, khi Tôn Tẫn thoát nạn chạy sang nước Tề, sau làm tướng quốc của nước Tề, tới năm 341 trước công nguyên, sau nhiều lần đem quân đi đánh thất bại, lại một lần nữa Bàng Quyên đem quân đi đánh nước Tề, bị Tôn Tẫn dùng kế rút củi đánh nồi, lừa vào chỗ chết, bách tiễn xuyên thân, bỏ mạng nơi rừng hoang. Từ chỗ là bạn học đồng môn, nhưng vì lòng đố kỵ, ganh ghét, không muốn ai hơn mình, Bàng Quyên đã hại người hại mình, ôm nhục thiên thu vạn kiếp. Thưa anh chị em và các bạn, đố kỵ như con dao hai lưỡi, hại người hại mình. Bàng Quyên cho tới tận lúc chết cũng không thể từ bỏ tâm đố kỵ của mình. Bài học này cho chúng ta thấy, một khi đã bị tâm đố kỵ khống chế thì khó có thể tự giải thoát cho mình. Vì vậy, mỗi người khi trong lòng có tâm đố kỵ khởi lên thì hãy dùng cách này hay cách khác mà tiêu trừ nó. Đừng để rồi một ngày kia ôm hận cũng đã muộn màng. Thưa anh chị em và các bạn, bằng cách nào? Bằng cách xin Chúa thay trái tim chai cứng, trái tim đầy những ghen tương đố kỵ của con bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương. Bằng cách chạy đến với Chúa Giêsu và nghe Chúa nói: học với ta vì ta hiền lành và khiêm nhường.
chứ không học với người thế gian ghen tương và đố kỵ. Bằng cách suy gẫm về lòng thương xót của Chúa, lòng thương xót xót thương hết tất cả mọi người. Người trên mình cũng thương, người dưới mình cũng thương, và mình cũng thương chính bản thân mình, để không làm cho bản thân mình trở thành một con người mất bình an vì đố kỵ, làm cho bản thân mình trở thành con người tinh thần đã bị suy nhược, bị căng thẳng, mất ăn mất ngủ vì đố kỵ. Thương mình đi, thưa anh chị em và các bạn. Hãy để cho tâm mình sáng đi, hãy để cho lòng mình bình đi, hãy để cho trí mình nó thanh thản, suy nghĩ những cái gì đẹp, những cái gì hay, những cái gì tốt, hơn là suốt ngày cứ nhìn thấy người khác hơn mình rồi đố kỵ ghen tuông, suốt ngày chỉ lầm lũi ở trong bóng tối của sự dữ của ma quỷ, chúa của ghen tị, của đố kỵ, của ghen tuông. Xin chúc anh chị em và các bạn một tuần lễ mới thật đẹp, một năm, một tháng mới, tháng 10 tháng mân côi, để khấn xin mẹ. Mẹ ơi, đoái thương xem nước Việt Nam, dịch Covid khắp nơi lan tràn. Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an, đưa Việt Nam qua phút nguy nan. Chúc các bạn luôn bình an trong lòng thương xót của Chúa. Hẹn gặp lại các bạn tản mạn cuối tuần thứ bảy tuần sau.